Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, nơi mà mọi người có thể cập nhật những chính sách cũng như là giá cả mới nhất của các dòng xe Hyundai bên mình. Thì hôm nay thì nhân dịp là mình chuẩn bị giao chiếc xe Accent phiên bản số sàn bản đủ với mọi người. Đấy, đến tay một anh khách hàng ở Thái Nguyên. Anh này thì anh làm trả góp thì cũng trong vòng 5 hôm là lấy được xe thôi. Đó. May cái là cái lô MT này là đầu vừa về kịp để đây, đầu đây mọi người. Vừa mới về kịp để mình giao luôn cho mọi người. Xem phần ngoại hình trước nha mọi người. Nếu mà nói về phần MT này với cả phần AT kia thì nó AT thường ấy thì nó giống hệt nhau mọi người về ngoại hình. Đó, đây mọi người phần ngoại hình nhé. Vẫn có đèn nét này. Đèn chiều sáng là bi xi lông màu vàng. Phía dưới là đèn gầm. Đèn nét này mọi người nhé. Đây là xi nhan này. Nói chung là nó giống hệt so với bản MT bản AT thường xin lỗi mọi người. MT đủ và AT thường thì giống hệt nhau mọi người. La răng giống hệt này. Tay cũng cửa mạ chrome này. Kèm theo là nút mở ấn mở khóa thông minh. Đây mọi người. MT năm nay có thêm cái nẹp mạ chrome đây mọi người nhá. Bản AT thường thế, phải bóc luôn. Đây nó chạy dài đến tả đây này. Đây là mình chưa bóc ra thôi. Mình sẽ bóc ra cho mọi người xem. Nhà máy rất là cẩn thận. Những cái phần này đều là bọc hết vào nó không thì nó sẽ rất dễ bị xước ấy. Đây là phần đuôi xe mọi người. 45915 biển Thái Nguyên. Xe này thì là đăng ký biển Thái Nguyên mọi người nhé. Cho nên là thuế nó chỉ có 10% thôi. Và tiền biển cũng rất là rẻ, rẻ là nó rất nhiều. Con này lăn bánh xong là 535 triệu thì phải. Nhớ năm đăng ký được một tuần rồi. Mình đi đăng ký xe này gần một tuần nay rồi. Và để đây đợi ngày đẹp anh lấy xe. Thật ra anh làm ngân hàng và tới là không kịp ngày đẹp. Đấy, bên mình cũng có hỗ trợ đánh xe ra đấy ngày. Nhưng mà phải đợi hôm nay thì tiền nổi bắt đầu mới giao xe cho anh đấy. Thì con này cả đăng ký là 535 đúng rồi. Gồm bảo hiểm thân vỏ 15 này. Đấy, và anh có lắp thêm một số đồ mất vài triệu thôi. Đây, ví dụ như cái vè che mưa này mọi người. Cái vè che mưa này thì để mà khi chúng ta đi mưa ấy. Như cá nhân mình thì mình xe mình thì mình không lắp cái này đâu. Bởi vì đi một thời gian thì nó sẽ có tiếng gió rít đây ghe rất khó chịu ấy. Nhưng mà nó cũng tiện thật. Khi mà trời mưa chúng ta có kéo xuống một chút thì nó không bị hắt mưa vào. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, thêm một cái lót sàn da thì là bên mình tặng anh đấy này. Và có một cam hành trình C6 thì anh ấy yêu cầu lắp thêm. Thì cái cam hành trình cũng rất là hay. Đây mọi người, C6 này. Cái này là bản quyền, có bản quyền đàng hoàng chứ không phải mấy cái cam Trung Quốc trôi nổi trên thị trường đâu mọi người nhá. Những cái cam đấy nó đều hack phần mềm nên dùng một thời gian nó rất là đơ và nó hiệu quả nó không được cao. Cái C6 này thẻ nhớ của nó là 32GB. Đấy. Thì tại sao lại lắp cái cam hành trình này? Đấy, thì đối với những bác mới mua xe thì có thể là sẽ chưa tham khảo đến. Thế nhưng mà chúng ta nên lắp một cam hành trình để nó quay lại tất cả những cái quá trình ta di chuyển này. Đây mọi người nhìn hình ảnh này. Đây, hình ảnh này, nó quay hết đằng trước. Những cái cam xịn thì nó có thể quay cả đằng sau. Thì giá thành cũng rất là cao. Đấy, cái cam này chỉ hơn 2 triệu thôi mọi người nhá. Đấy, quay lại tất cả hành trình phía trước. Để khi mà chúng ta có xảy ra va chạm trên đường ấy. Như mọi người biết ấy, thường có những cái vụ va chạm giao thông mà lỗi thì không phải là do mình. Nhưng ngày xưa rất hay vẫn là pháp luật hay có kiểu xe to phải đèn xe bé. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta có những cái thiết bị cam hành trình như này, ta ghi lại tất cả những cái quá trình xảy ra thì lúc đấy chúng ta ra pháp luật thì nó có lợi cho chúng ta hơn. Đấy, nó có bằng chứng chứng cứ mọi người nhé. Cái này thì nó ghi đè mọi người ạ. Ví dụ nó ghi khoảng độ
60 tiếng video thì nó lại xóa cái ở cái cũ nhất đi, nó ghi đèn lên đấy, cứ xoay vòng tròn mọi người không lo nó hết, phải nhớ đâu nhá, mà nó có thể kết nối với điện thoại của mình để mình xem video lại. Đây, bản AT được rồi, trang bị nó không có gì khác so với bản AT cả, chỉ khác mỗi cái hộp số ở đây thôi. Số đây hộp số sàn 6 cấp mọi người nhé, và số móc như thế này, móc đây để vào số lùi nhé mọi người nhé. Máy chấm tư mà được trang bị tận hộp số sàn 6 cấp cũng là một cái điểm lợi trong phân khúc. Đây mọi người, đây cái điều hòa cơ thì rất nhiều người thích là nó bền mọi người. Đấy, điều hòa tự động thì riêng điều hòa tự động mình thấy có một cái cũng không hay, đó là ví dụ như khi chúng ta bật điều hòa tự động nhé, thì khi đi một lúc chúng ta đang để gió trong ấy, để cái gió trong để cho nó đỡ mùi ấy, thì đi một lúc những cái cảm biến, những cái cảm nhận là thiếu oxy thì nó sẽ lấy thêm gió ngoài vào, nhiều khi là đi vào những cái cung đường mà nó bụi bặm ấy, thì chúng ta cũng không nên lấy gió ngoài vì rất là mùi đó. Nhưng điều hòa tự động thì nó sẽ tự động nó lấy gió ngoài khi nào mà nó thích mình nhá, khi nào nó cảm thấy thiếu oxy thì nó sẽ lấy. Nhưng cái điều hòa cơ này chúng ta điều chỉnh được theo ý chúng ta, và nó thứ nhất là nó rất là bền. Thế thì nến lỉ đây, nến lỉ pha màu đen và kem, có bệ tì tay. Hơi tiếc cái bệ tì tay trong này lại không có sạc mọi người, nó có cái sạc thì hay. Con này thì chưa có rui control đâu mọi người nhé, kể cả bản AT bản thường ấy, cũng chưa có rui control đâu, chỉ có bản đặc biệt có thôi. Đấy, con này không có cửa sổ trời nhé. Hệ thống thu khí thì có hai thu khí, và đặc biệt thì có 6 thu khí. Đây một cái này, kia một cái này. Rồi, mình xem mấy giờ. Mình làm nhanh video thôi vì 9 giờ là nhà người ta đến rồi. Nhà người ta đến rồi lấy xe. Đây, bên trong. Sao rồi? Mình là định là bóc luôn cái ni lông cho anh ấy, nhưng mà anh bảo là thôi để về tự bóc. Đấy, thì bóc càng tốt em đỡ phải làm. Đai an toàn đủ 5 đai nhá. Đây về hai vợ chồng con cái tự bỏ ra bóc sướng, bóc zin đúng không mọi người? Cái này là dán này. Cái này là khi dán kính ấy. Bên em tặng cả dán kính mà. Đấy, dán kính cho bác đấy thì tùy bác có nắp thì thôi, thật ra mình thấy không nắp được. Để cho xe nhìn nó đỡ, tự nhiên có cái tem ở đây. Cốp này. Bản MT bản đủ này thì ngô dự phòng cũng thế nhá, cũng giống bản thường nhá mọi người nhá. Cũng giống số lượng bản thường nhá. Mà loại 5 cái như một đấy. Cam lùi đây. Đây có hai cái đèn soi biển số này, cam lùi, cảm biến lùi này, chưa có cảm biến trước mọi người nhé. Cái bản MT năm ngoái thì cái này nó là bóng đèn, nó không phải là loại nét như này. Sang đời 2021 này thì cái viền này được đã là nét này mọi người này, nét này, đấy, đèn nét nhá, đấy, giải nét luôn. Bên trong này thì bên trong này nó có những cái bóng nhỏ nhỏ này mọi người này. Mọi người nhìn thấy không? Đây này. Đây này. Đấy, 1, 2. Đây đấy. Bóng nhỏ nhỏ này nó soi xuống đấy. À, khá là hay. Đây là bóng đèn sợi đốt này. Đốt này. Rồi. Hôm nay bên em đang bán giá là 472 triệu mọi người nhá. Đấy. Mân bánh ở tỉnh thì vào 535. Này, nắp thêm một số phụ kiện nữa thì mới thêm tiền thôi mọi người nhé. Quá chìa này. Đây. Cốp sửa phòng này. À, bên cốp phụ cũng có cái cửa gió này. Cửa gió này chúng ta để cái đồ chai nước hay là hoa quả vào đây thì nó sẽ không bị hỏng, không bị lóng. Đây nhá.
Rồi vừa rồi là video em quay nhanh qua cho mọi người chiếc Hyundai Accent phiên bản MT đủ mọi người nhé. Em chuẩn bị mang xe và giao cho khách hàng đây. Thì cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe đăng ký kênh để mỗi khi mình có video mới thì mọi người đều là người biết đến đầu tiên nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào.